Con. Dạ. Bây giờ là mẹ đi công việc một chút xíu, dạ. Mẹ về nha. Con dạ. Buồn con lấy đồ chơi ra con chơi, nhưng mà con đừng có bài dạ. Quá nghe chưa? Dạ. Rồi bye bye con. Bye bye, bye mẹ. Bye con gái. Dạ. Bye. Bye hai mẹ. Mẹ cũng đi rồi, hai mình suy nghĩ coi có cái gì chơi không. À, mình có cái này. Thôi, mình rủ mấy bạn qua chơi cũng được.